Tôi bắt đầu live stream, chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của Hùng nhá. Trong live stream này thì Hùng xin thông báo đến mọi người là hôm nay thì có chương trình khuyến mãi vượt cầu lông Li Ninh. Và buổi chiều ngày hôm nay thì Hùng vừa mới lên hãng Li Ninh để lựa chọn một số cây vượt thích hợp với mức giá tốt nhất để gửi đến mọi người. Bên hãng thì vừa triển khai chương trình khuyến mãi vượt cầu lông Li Ninh giảm giá 30%, tuy nhiên thì chỉ áp dụng một số mã vượt sau. Hùng sẽ đọc cho mọi người biết nha. Nếu mà mọi người đã ngắm được một trong những cây vượt ở đây thì Hùng không cần phải giới thiệu nhiều. Còn nếu mà mọi người mong muốn để Hùng có thể tư vấn cho mọi người một cây vượt thích hợp trong tầm giá thích hợp của mọi người thì mọi người có thể nhắn tin cho Hùng. Trong chương trình khuyến mãi của hãng thì khuyến mãi 30% cho mọi người. Từ rất lâu rồi, cách đây chắc phải khoảng vài năm rồi thì hãng Li Ninh chưa sale. Và đây là lần thực sự rất là hiếm hoi. Hùng nghĩ rằng là do dịch Covid-19 nên là doanh số bán hàng của hãng nó giảm xuống, nên là họ mới tổ chức một chương trình khuyến mãi vượt cầu lông Li Ninh cực kỳ hiếm hoi như này. Bởi vì mấy năm nay rồi, 2-3 năm nay rồi, không có một chương trình khuyến mãi vượt nào hết. Từ khi Hùng bán vượt tới giờ thì Hùng cũng chưa từng nhận được một chương trình khuyến mãi nào hết. Đấy, thì Hùng sẽ đọc tên một số cây vượt, những cây vượt trong chương trình khuyến mãi nhá. Những cây vượt trong chương trình khuyến mãi mà còn hàng nhá. Ok, có cây vượt đắt nhất trong chương trình khuyến mãi đó là cây vượt Li Ninh N80 Style. Li Ninh N80, cây vượt có mức giá là 7 triệu. Một cây vượt, xem nào. Mạng sao nhỉ? Ok, cây vượt đắt nhất trong chương trình khuyến mãi là cây vượt Li Ninh N80 với mức giá 7 triệu, khuyến mãi 30%. Và dĩ nhiên là nhắn tin cho Hùng, mọi người nhắn tin cho Hùng để có thể Hùng sẽ có mức giá tốt hơn và có ưu đãi thêm cho mọi người. Một cây vợt Li Ninh N80 là cây vợt mà từng được vận động viên cầu lông chuyên đơn Chen Long của Trung Quốc, tay vợt hàng đầu với đơn nam Trung Quốc sử dụng. Đây là một tay cây vợt có thể nói là sử dụng thường được sử dụng nhiều cho đánh đơn. Tuy nhiên theo thông số của cây vợt này thì đây lại là một cây vợt cân bằng. Đấy, nó rất là đặc biệt. Hùng cũng khi mà Hùng nhìn vào thông số của cây N80 thì Hùng khá là bất ngờ. Bởi vì Hùng nghĩ rằng một cây vợt đánh đơn, đặc biệt là với vận động viên Chen Long, tại sao nó lại là một cây vợt cân bằng. Tiếp theo có một số cây vợt rất nổi bật, đó là cây vợt 3D Calibar 600C, 3D Calibar 500 và 3D Calibar 800, ba cây vợt ở tầm cao của dòng 3D Calibar với mức giá khoảng rơi vào từ 2,7 triệu đến 3,9 triệu. Con 600C là 3,2 triệu, con 500 là 2,7 triệu và con 3D Calibar 800 là 3,9 triệu. Giá đó là giá chưa khuyến mãi nha mọi người, đang khuyến mãi 30% đấy, giá cực kỳ tốt luôn. Và dĩ nhiên là mọi người nhắn tin để Hùng tư vấn, Hùng sẽ có ưu đãi còn tốt hơn 30% cho mọi người yên tâm. Một cây nữa thuộc dòng vượt khác đó là dòng Turbo Chering. Thì có một cây vượt thuộc tầm cao của dòng Turbo Chering chính là con Turbo Chering 70 Combat. Dòng Turbo Chering thì thường theo Hùng quan sát thì thường được sử dụng cho đánh đôi. Dòng 3D Calibar thì có thể vừa chơi đơn vừa chơi đôi. Và dòng 3D Calibar là một vòng dòng vượt, có thể nói là dòng vượt thiên công của hãng Li Ninh. Có một cây vượt tầm thấp hơn, mức giá dành cho anh em nào mà mới chơi cầu và mong muốn một cây vợt có mức căng cao, có thông chất liệu tốt, carbon 100% và một thông số rất là tốt, thì có cây Lano Blade 1200, mức giá gốc của nó là 900 và siêu thêm 30% nữa thì dĩ nhiên là mức giá của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nó chỉ rơi vào khoảng tầm chưa đến 700 nghìn cho một cây vợt carbon 100%, chịu được mức cân lên đến hơn 13 kg, là thông số vô cùng tốt, nước sơn vô cùng đẹp nha mọi người. Đây là con Lano Blade. Đây là con Lano Blade 1200, giá gốc là 900.000, siêu thêm 30% cho mọi người nhá. Cực kỳ hiếm mới có chương trình như này, và dĩ nhiên là số lượng hàng hóa cũng có hạn thôi. Chương trình của hãng thực sự là rất hiếm, nên là gần như các đại lý và như mọi người nhập hết hàng, ôm hết hàng rồi, và số lượng ôm thì cũng rất là ít thôi, chỉ phân chia đều cho các đơn vị đại lý. Thế nên là nếu mà mọi người muốn sở hữu cho mình một cây vợt Li Ninh, nhiều nghĩ rằng nếu mà trong những cái cây vợt này mọi người thấy cây vợt nào hợp lý thì đây là một cơ hội tuyệt vời để mọi người sở hữu cho mình những cây vợt phù hợp với mức giá rẻ nhất, thực sự là rẻ nhất mọi người ạ. Vợt Li Ninh, vợt cầu lông mà siêu đến 30% là phải nói là siêu cực kỳ sâu rồi.
khoảng hơn 2 năm nay vượt Li Ninh chưa từng một lần sale nha mọi người. Hùng nghĩ là do dịch Covid-19 doanh số bán hàng của hãng giảm nên là họ quyết định sale một số cây vợt mà bên họ còn nhiều. Đấy, thì có cây vợt nổi bật nhất mà ở tầm gọi là tầm cao ấy, thì có cây Hùng vừa đọc đấy, Hùng trong 3 cây là Bardi Calibre 600C này, Bardi Calibre 500 và Bardi Calibre 800 nha mọi người. Thì Hùng thấy rằng thông số của con 600C là tốt nhất nha. Ok, đây là con Bardi Calibre 600C, mức giá gốc là 3,2 triệu, giảm giá thêm 30% và nhắn tin cho Hùng tư vấn thêm nhá, để có mức giá ưu đãi hơn một chút và có thêm quà tặng. Thì con này dĩ nhiên vợt khuyến mãi nhưng vẫn được bảo hành đầy đủ chính hãng 2 tháng, có tem bảo hành đầy đủ của hãng nhá, và hàng chính hãng 100%, hàng nhập khẩu chính ngạch và có đóng thuế đầy đủ nha mọi người. Ok, đây là cây vợt Bardi Calibre 600C, mức giá 3,2 triệu. Thì Hùng xin phép là giới thiệu về cây vợt này. Thực sự cây vợt này gần đây cũng có rất nhiều khách hàng hỏi rồi, thì Hùng phải xin gửi lời chúc mừng đến những khách hàng nào đợt vừa rồi hỏi cây vợt này bên Hùng mà đợt đấy chưa có hàng, bây giờ có hàng, thậm chí là còn đang khuyến mãi thêm 30% mọi người. Cây vợt thuộc dòng Bardi Calibre. Dòng Bardi Calibre là dòng vợt thiên về tấn công của hãng Li Ninh, thiên về tấn công của hãng Li Ninh nha anh em. Và Bardi Calibre có đuôi là Combat thì lại càng là một cây vợt thiên về tấn công. Combat cũng là cái đuôi vợt nó thể hiện tấn công. Li Ninh thì nó có 3 dòng là dòng Bardi Calibre, dòng Turbo Chering. Turbo Chering thì chuyên cho đánh đôi, Bardi Calibre đánh cả đơn cả đôi, công thủ ok và chuyên về công. Bardi Calibre thì dòng chuyên về công. Còn dòng Aeronaut là công thủ toàn diện, dòng Aeronaut là dòng rất là dễ chơi, Hùng đánh giá là như thế. Và dòng Bardi Calibre thì có một thiết kế cực kỳ nổi bật, đó là khung vát cạnh hai bên, giảm thiểu sức cản không khí, khiến cho cây vợt vung ra với tốc độ nhanh hơn và đi chính xác hơn. Và con 600C này là thuộc dòng tầm cao của nó nhá, nên là vợt đánh rất là ổn định và cầu đi rất là chính xác. Thì ông xin phép đọc thông số của nó một chút. Với độ cứng của con này là thông số độ cứng là điểm 3/5, thông số nằm ở giữa, đảm bảo cây vợt không quá cứng và cũng không quá dẻo. Cây vợt cứng thì sẽ rất khó đánh và dễ đánh hỏng cầu, ngược lại một cây vợt dẻo thì sẽ dẫn đến đường cầu đi sẽ thiếu độ chính xác đi. Nếu mà tay bạn tốt thì bạn nên chọn những cây vợt có độ cứng khoảng 3/5 nha. Đấy, về điểm cân bằng của con này thì nó điểm cân bằng 300. Một cây vợt từ 295 đổ lên là một cây vợt nặng đầu, thì con này điểm cân bằng 300. Chẳng lạ gì khi mà đây là một cây vợt thuộc dòng Bardi Calibre và đuôi của nó lại là Combat nữa. Một cây vợt thiên về tấn công, điểm cân bằng 300, một cây vợt nặng đầu nha mọi người, đầm đầu. Cây vợt này 86 cộng trừ 3 gram. Con này nằm giữa 3U và 4U. 86 cộng trừ 3 gram. Nằm giữa 3U và 4U bởi vì nó còn có cộng trừ 3 gram nữa. Đấy, thì cây vợt này về dòng của Li Ninh, và đặc biệt là cái dòng này khi mà nó được thiết kế vát cạnh như này ấy, thì khi chúng ta đánh cầu ấy thì chúng ta vẩy tay ra nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vợt 3U của Li Ninh sẽ luôn cảm thấy đánh rất là nhẹ nhàng hơn so với vợt của Yonex. Đó là một đặc điểm. Bởi vì thiết kế khung vợt của Li Ninh, theo ông đánh giá thì thiết kế khung vợt của Li Ninh nó có những cái khung vợt nó thiên về giảm thiểu sức cản không khí, nên là chúng ta đánh sẽ cảm giác nó nhẹ nhàng hơn và nhanh hơn của Yonex. Đấy, thì đây là một cây vợt thực sự rất là tuyệt vời, ngay cả nhá, ngay cả khi mà không có chương trình khuyến mãi thì trong tầm giá dưới 3 triệu ấy, thì Hùng cũng chỉ khuyên khách lấy con 600C này, nói thật luôn. Dưới 3 triệu và trên 2 triệu thì trong tất cả những cây vợt đó thì Hùng cũng chỉ có thể khuyên khách con 600C này. Bởi vậy mà con 600C này Hùng nhập khá là nhiều, bởi vì chẳng mấy khi mà nó khuyến mãi đến mức 30% thế mọi người ạ. Thậm chí là khuyến mãi còn hơn cả giá Hùng nhập vào ở thời điểm bình thường, nên là Hùng phải ôm hàng. Đó, nếu anh em nào chơi cầu đã ở trình độ khá rồi, chơi cầu tốt rồi, cần một cây vợt ổn định và thiên về tấn công và ổn định, thì đấy là một lựa chọn tuyệt vời với con 600C này. Và tiếp theo thì Hùng xin giới thiệu con vợt nó ở tầm thấp nhất, đó là con Nalo Blade 1200 này, thì giá gốc của nó là 900.000.
thích hợp cho anh em nào mới chơi. Ok, giày thì khoảng 1-2 hôm nữa sẽ có một số mẫu anh sẽ giới thiệu nhá, có chương trình khuyến mãi giày, có khuyến mãi giày sẽ có một vài mẫu anh sẽ giới thiệu, cũng có mẫu khá là ngon. Đấy, tiếp theo là đến cây vợt, nếu anh em nào mà mới chơi hoặc lâu rồi bắt đầu chơi cầu lại ấy, mà cổ tay chưa khỏe ấy, hoặc là anh em nào mà thích đánh vợt dẻo một chút ấy, thì đây là cây vợt rất thích hợp cho mọi người. Cây vợt này giá gốc là 900, siêu thêm 30% nữa thì chắc nó rơi khoảng chưa đến 700 nghìn một cây vợt. Cây vợt 100% carbon, 2 carbon luôn. Và chịu lực căng của con này lên đến 28 lbs, nó rơi vào khoảng quanh 13 cân. Nói thật là anh em nào mới chơi cầu, chơi chỉ khoảng tầm 10 cân rưỡi là hết cỡ. Nhưng con này chịu được mức cân đến 13 cân. Ngay cả những người tay trâu lắm thì họ cũng chỉ chơi được hơn 12 cân thôi. Mà con này chịu mức căng cực cao. Nước sơn của con này là nước sơn lì, cực kỳ đẹp. Nước sơn cực kỳ đẹp và gen của vợt cũng rất là đẹp. Nói thật là nếu mà Hùng vứt cho mọi người con này và mọi người không biết giá của nó, Hùng bảo 2 triệu mọi người tin. Hùng bảo 2 triệu mọi người vẫn tin. Nước sơn lì cực kỳ đẹp và gen rất là đẹp nhé. Gen cực kỳ đẹp luôn. Và Hùng sẽ thông báo, Hùng sẽ đọc thông số của cây vợt này nhé. Cây vợt này mức căng 28 lbs khoảng 13 cân. Tính sơ qua là như thế. 1 lbs thì bằng 0,454 kg, anh em tự nhân lên 0,454 nhân 28 thì bằng bao nhiêu, đó nó sẽ quy ra kg. Cây vợt này là một cây vợt tương đối là dẻo, độ cứng là 1/5. Đây là cây vợt thích hợp cho anh em nào cổ tay trung bình yếu, những người mới chơi hoặc có thể nói là những người chơi từ 2 năm đổ xuống thì chơi cây này nó dễ chơi, phù hợp đánh cầu, nó công thủ nó đều ok, nó dễ dàng nha mọi người không mất công thuần. Đấy, anh em nào mới chơi muốn chọn mình một cây vợt tốt chất lượng, Hùng nói thẳng với mức giá mà con này khoảng 30% thì Hùng chưa tính đâu, Hùng mới nhập về rồi, nó chắc nó chưa đến 700 nghìn. Nói thật, chưa đến 700 nghìn, chả có một cây vợt nào nó tốt như cây này cả. Nói thẳng, khi mà cây này nó đã siêu rồi thì đúng là trong tầm giá với con này không có một cây vợt nào nó thích hợp, nó tốt hơn nữa. Tiếp theo nữa là về khối lượng, con này là khối lượng 83 cộng trừ 3 gram. Đây là khối lượng ở mức nhẹ. Đây là khối lượng 4U ở mức nhẹ, 83 cộng trừ 3 gram. Thì cây vợt này khối lượng thân của nó khá là nhẹ, khiến cho chúng ta việc chúng ta xoay chuyển nó rất là nhanh và linh hoạt. Con này điểm cân bằng là 295, có thể nói là hơi đầm đầu một xíu. Một cây vợt từ 295 đổ lên thì nó là một cây vợt bắt đầu chuyển sang thiên công. Nhưng mà nó có cộng trừ 5, có nghĩa sẽ có sai số, thì cây vợt này nó sẽ nằm giữa khoảng chuyển giao giữa công và cân bằng. Cây vợt này nằm ở giữa cân công và cân bằng. Và mọi người đang theo dõi được live stream này thì Hùng thực sự là chúc mừng mọi người đấy, bởi vì là hơn 2 năm nay rồi hãng Linh chưa từng có một chương trình khuyến mãi vợt mà vẫn hết, bán hết vợt bình thường mọi người. Nói thật là bây giờ Hùng muốn nhập rất là nhiều cây vợt khác nhau nhưng mà gần như cháy hàng hết. Đấy là mới không khuyến mãi, đã hết hàng rồi. Đấy thì anh em nào mà không có kinh phí mới chơi hoặc là trình độ trung bình đổ xuống, 2 năm chơi cầu đổ xuống mà muốn cho mình một cây vợt chất lượng mà lại mức giá tiết kiệm chưa đến 700 nghìn thì đây là một lựa chọn quá tuyệt vời cho mọi người. Còn nếu mà mọi người ok, mọi người cũng là người mới chơi trung bình và muốn sắm cho mình, có đủ kinh phí sắm cho mình một cây vợt trong khoảng giá từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi thì đây sẽ là một cây vợt cực kỳ tuyệt vời mọi người. Đây là một cây vợt cực kỳ tuyệt vời cho mọi người trong khoảng giá dưới 1 triệu rưỡi. Đây là con vợt 3D Break Free, 3D Break Free 3TF. Giá niêm yết của cây vợt này là 1.650.000 và đang được khuyến mãi 30%. Cây vợt này cũng thuộc dòng, có thể nói là nó cũng thuộc dòng khung vợt của dòng 3D Caliber với khung vợt vát hai bên, vát hình chữ V vào phía trong, giúp giảm thiểu sức cản của không khí và giúp cho cây vợt đánh ổn định và chính xác cũng như là vung ra với tốc độ nhanh hơn. Cây vợt này, mình sẽ đọc thông số, cây vợt này có mức căng tối đa lên đến 30 lbs, tức là rơi khoảng là 13 cân rưỡi. Thì anh em không bao giờ phải lo về mức căng, vợt Li-Ning chịu mức căng rất tốt, vợt bảo hành 2 tháng chính hãng.
Giá là 1650. Độ cứng của con này cũng là 1/5, thích hợp cho anh em nào cổ tay trung bình, những người mới chơi. 4000B hết hàng rồi Quân Hoàng em ơi. Aeronaut 4000B hết hàng, Aeronaut 5000 hết hàng, 3D Calibar 300 Combat hết hàng, 3D Calibar 300 Combat hết hàng, Turbo Charing 50 Combat cũng hết hàng nha. Ok, anh cảm ơn Đức Dương rất nhiều nhá. Đức Dương giúp anh chia sẻ, mọi người giúp anh chia sẻ cái livestream này đúng không ạ? Nếu mà mọi người có vợt rồi, không có nhu cầu mua vợt thì cũng rất mong rằng mọi người hãy chia sẻ cái cơ hội này đến những bạn bè của các bạn, những ai đang mong muốn chọn mình cho mình những cây vợt cầu lông phù hợp thì mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ đến họ. Bởi vì đây là một chương trình khuyến mãi thực sự vô cùng hiếm hoi, Hùng cảm thấy rất là hào hứng, rất là vui khi mà được giới thiệu đến mọi người. Buổi chiều ngày hôm nay Hùng đã rất vội vàng, Hùng chạy sang bên hãng lấy cho bằng được hàng, và buổi tối nay về đến nhà thì Hùng lại có việc. Hùng vừa mới về tới nhà lúc khoảng 11 giờ kém xong, và ngay lập tức Hùng gội đầu, Hùng còn chưa tắm cơ, ngay lập tức Hùng gội đầu cho đẹp trai một chút rồi Hùng tiến hành livestream giới thiệu cho mọi người luôn đấy. Đấy, đây là cây 3TF nha. Độ cứng là 1/5 thì đây là một cây vợt dẻo, dễ dàng đánh, dễ thuần, dễ đánh công thủ đều ok. Đi sâu thêm một chút về thông số, cây vợt này có điểm cân bằng là 296, cũng là một cây vợt nằm ở giữa khoảng công và cân bằng, nằm giữa khoảng công và cân bằng, hơi nặng đầu một xíu nhưng mọi người có thể nói thế. Và cây vợt này cũng có khối lượng là 83 cộng trừ 3 gram, đây là một cây vợt 4U, có khối lượng có thể nói là tương đối nhẹ, khối lượng có thể nói ở mức trung bình mọi người. Như Hùng bây giờ, Hùng, ngay cả Hùng chơi vợt đến chơi cầu đến 5-6 năm nay rồi, cổ tay cũng gọi là cũng khá là ok rồi, nhưng mà chơi vợt 3U thì vẫn hơi đuối. Thì đa phần mọi người ở trình độ trung bình khá là chơi vợt 4U là tốt nhất, nó không quá nặng mà nó cũng không quá nhẹ. Nhẹ quá thì mình đánh nó sẽ cảm giác là nó hơi bị đuối và hơi bị thiếu lực, nên đến những quả đập cầu nó sẽ cảm giác là nó không giết được đối thủ. Còn nếu mà cây vợt nặng quá thì chúng ta sẽ bị chậm tay, chúng ta sẽ bị đuối tay và dẫn đến cái tốc độ đánh của chúng ta nó chậm hơn. Anh chưa kinh doanh với Yonex, thời gian tới thì chắc chắn là Hùng sẽ làm việc. Sau đợt dịch này Hùng sẽ làm việc với bên hãng Yonex để có thể bắt đầu kinh doanh với Yonex để gửi đến anh em nha. Còn hiện tại thì là đang chương trình sale 30% của Li Ninh, cực kỳ hiếm hoi. Thì đây cây 3TF này Hùng nghĩ rằng nó cực kỳ tuyệt vời, thích hợp cho anh em. Nó chỉ rơi, nếu mà siêu 30% chắc 1650 siêu 30% chắc nó chỉ rơi vào khoảng 1,2 triệu thôi mọi người ạ. Cây vợt cực kỳ ngon, nước sơn đẹp vô cùng, nước sơn cực kỳ đẹp luôn ấy. Đây là một cây vợt nước sơn bóng nha mọi người, sơn bóng. Cây vợt hơi nặng đầu một xíu, hơi thiên về công một chút. Và dòng vợt này thì dòng vợt vát cạnh, nên là cái việc chúng ta đánh ấy, nó sẽ khá là nhanh, nó sẽ giảm thiểu được sức cảm không khí mà, nên là tốc độ ra vợt sẽ nhanh và giảm thiểu sức cảm không khí, nên là cái độ chính xác của đường cầu nó sẽ khá là cao. Đây là một cây vợt trong mức giá dưới 1,5 triệu sau khi sale, vô cùng tuyệt vời cho anh em nào ở trình độ trung bình dưới 2 năm chơi cầu, hoặc là anh em nào mà lối đánh mà nó kiểu không thiên hẳn về công cho lắm, mà đánh hay kiểu cài cầu hoặc đánh kiểu khéo léo, không quá thiên về lực, thì mọi người có thể lựa chọn cây vợt này. Thực sự bây giờ trình độ đánh cây này vẫn ok, tại vì cây vợt này mình đánh thì nó sẽ rất dễ thuần, đánh dễ dàng, nó không quá cứng, nó không cứng. Mà đây là một cây vợt dẻo nhá, đây là một cây vợt dẻo nha mọi người. Đấy, những cây vợt dẻo thì rất dễ đánh và không khó thuần, mà thông số cây vợt này rất là tốt, nhìn cây vợt rất là xịn sò luôn. 3D Break Free 3TF, đây là cây vợt Hùng nhập nhiều nhất nha mọi người. Đây là cây vợt Hùng nhập nhiều nhất. Tiếp theo có một cây vợt nữa Hùng giới thiệu với mọi người, đó là cái con, đây là dòng Turbo Charing, Turbo Charing 5TD. Đây là cây 5TD, gọi tắt tên nó là 5TD, nhưng tên đủ của nó là Turbo Charing 5TD. Turbo Charing là dòng vợt thiên về đánh đôi. Đây là dòng vợt thiên về đánh đôi. Nó cùng họ hàng với mấy cây N7, N9 các thứ ấy.
Nhưng mà Hùng lại thấy con vợt này có thông số nhá, rất là hay. Con vợt này lại có khác dòng của con N80, nhưng con vợt này thông số gần giống hệt N80 luôn mọi người. Con Turbo Chery 5TD này thông số gần giống con N80, con 7 triệu luôn. Con này là con 3U, khối lượng 88 cộng trừ 3 gram, một cây vợt khá là nặng. Cây vợt này có điểm cân bằng là 290. Đây là một cây vợt cân bằng, hay còn gọi là một cây vợt công thủ đều. Nhiều người sẽ nói bằng một cụm từ hoa mỹ, đây là một cây vợt công thủ toàn diện. Nhưng Hồng nói bằng một cụm từ nó thực sự nhất thì đây là một cây vợt công thủ đều nhau. Nó không thiên hẳn về công, cũng không thiên hẳn về thủ. Đó. Một cây vợt thiên hẳn về công thì dĩ nhiên cái việc chúng ta thủ cầu và chúng ta đánh tốc độ thì nó sẽ bị hạn chế. Còn một cây vợt thiên về thủ thì khi chúng ta công sẽ bị đuối rất là nhiều, nhưng khi thủ chúng ta rất dễ dàng thủ và dễ dàng xoay chuyển. Đây là một cây vợt nằm ở giữa. Tiếp theo nữa là cây vợt này có độ cứng của nó cũng nằm ở giữa luôn, không quá cứng và cũng không quá dẻo, đảm bảo sự chuẩn xác trong pha cầu. Điểm độ cứng là 3 trên 5. Cây vợt này thích hợp cho anh em nào cổ tay phải tốt một chút, trình độ khá đổ lên nha. Bởi vì cây này, vợt này là khối lượng của nó lên đến 88 cộng trừ 3 gram. Đây là một cây vợt có thể nói là tương đối nặng. Có thể nói là tương đối nặng. Nhưng là cần anh em có trình độ chơi cầu trên 2 năm trở lên thì mới có thể đánh được con này. Và đặc điểm của cái dòng Turbo Chery thì mình cảm thấy rằng dòng Turbo Chery này đánh cảm giác chúng ta sẽ cảm giác nó hơi cứng. Hơi cứng. Nhưng mà ngược lại nó bù đắp được cái phần đó, đó là dòng Turbo Chery thì lại ít bị rung và độ chính xác cầu cao hơn. Đấy, được cái này thì mất cái kia. Dòng Turbo Chery này cũng con này này cũng vát cạnh, vát hình chữ V luôn. Cạnh vát vào trong. Vát từ trên xuống dưới, vát toàn vợt luôn nha mọi người. Điểm cân bằng 290 nha. Về lực căng của con này thì cũng là 30 lbf, lực căng tối đa là rơi khoảng 13,6 kg. Quảng cáo Li Ning nhưng lại thích mặc đồ Victor. Không phải ơi, cái áo này em mặc từ cái ngày em còn chưa bán đồ cầu lông anh ạ. Cái áo này hình như là nó rơi khoảng từ năm 2015. Em vẫn còn mặc từ 2015 luôn. Mà đây áo fake thôi anh ơi, 140.000 một cái, mặc 5 năm rồi. Cái này từ thời Lý Dông Đe này. Lý Dông Đe này. Thời Lý Dông Đe còn top thế giới này. Anh ấy giải nghệ lâu lắm rồi. Anh em nào bây giờ có áo như Hùng là cũng hơi bị hiếm hoi đấy. Áo này xong mang ra đấu giá biết đâu cũng có giá phết đấy. Đấy thì có một số cây vợt mà Hùng gửi đến mọi người thì đây đây là cây con Turbo Chery này thì rất thích hợp cho anh em nào theo lối đánh công thủ đều nhau, không thích thiên về cộng, không thích thiên về thủ, thích lối đánh biến hóa đa dạng. Đây là dòng vợt dòng turbo thì hãng Li Ning nó miêu tả, nếu theo đúng hãng họ miêu tả thì đây là một dòng chuyên về đôi, chuyên về đánh đôi. Và thực tế thì các vận động viên đôi của Trung Quốc thì đa phần họ đều sử dụng dòng này. Những cây N7 ấy, những kiểu cây N7, N9 các thứ ấy, thì nó đều là dòng này, dòng cao của dòng này, kiểu khung vợt là kiểu thiết kế này. Đó. Độ ổn định khá là cao. Nhưng tuy nhiên thì nó lại mang lại cảm giác độ cứng và hơi khó thuần. Con này à, đúng rồi, con này thì giá gốc là 2050. Con Turbo Chery 5TD, gọi tắt là 5TD, giá là 2050. Khuyến mãi 30% và sẽ có ưu đãi thêm cho anh em về quà tặng hoặc là ưu đãi về phí ship. Mọi người nếu thực sự muốn mua thì inbox Hùng. Thực sự hàng không có nhiều, anh em nào thực sự muốn mua thì inbox, còn cứ comment vu vơ như thế thì Hùng nói thật là Hùng cũng chắc là Hùng cũng không có thời gian để trả lời đấy, bởi vì thực sự là cơ hội chỉ đến cho những ai biết nắm bắt thôi, không phải nói thẳng là như thế. Hàng không có nhiều, bán mấy ngày là hết. Hùng đảm bảo bây giờ mà Hùng không ôm chỉ vài hôm nữa thôi. Bên hãng họ cho phép là sale từ ngày 23/4 này đến ngày mùng 8/5, là trong thời gian đó thì sẽ nhập được chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên ông khẳng định rằng chắc chỉ khoảng 1 tuần là sẽ không còn hàng, bởi vì tất cả các đại lý gần như mọi người sẽ ôm hết hàng, mỗi người ôm một ít đấy, số lượng hàng rất là hiếm.
Trong những cây vợt này thì nói thẳng, nói thật lòng ra thì đây vẫn là cái cây vợt Hùng đánh giá cao nhất và ngon nhất. Nếu anh em có điều kiện thì mua cho mình. Cây vợt này giá là 3,2 triệu, ruột dòng cao của Li Ninh, thuộc dòng 3D Calibre, tên vợt là 3D Calibre 600 Combat. Đây là một cây vợt có thể nói là thiên về công, đấy chính xác là một cây vợt thiên về công, dành cho anh em nào trình độ chơi cầu từ 2 năm đổ lên, cổ tay ở mức độ trung bình và khá là tốt rồi thì chơi con này cực kỳ hay. Cây vợt này ít rung, độ ổn định cao, dạo này làm ăn ghê thế nhở. Với anh Phương, em nói thật chứ em làm ăn không bao giờ bằng 1/10 của anh luôn. Dạo này đói quá. Đấy thì cây này nói thật là nếu mà dưới 3 triệu, cho dù khuyến mãi hay không khuyến mãi, trong khoảng 2-3 triệu thì Hùng cũng chỉ có thể tư vấn đây là một cây vợt thích hợp nhất để tư vấn cho anh em. Thực sự 3D Calibre 600C hôm trước có mấy anh em hỏi Hùng con này nhá, thì nhắn tin Hùng ngay, nhắn tin cho Hùng ngay. Hôm trước Hùng thông báo ôm hàng to thế, ôm được mấy cây đâu anh ơi, được có mấy chục cây vợt. Được, vừa rồi em ôm bóng tập, em ôm 500 quả này. Ôm 500 quả bóng tập mất đâu đó khoảng 70 củ. Đây, 3D Calibre 600C thì anh em nào mong muốn một cây vợt nó thực sự là khoảng nó tốt và nó đáp ứng cái nhu cầu cao về độ chính xác trong đường cầu và các cái công nghệ chống rung hay công nghệ về gia tăng lực ấy, công nghệ về trợ lực các thứ ấy. Như đây là một cây vợt cực kỳ tuyệt vời, 3D Calibre 600 Combat nha. Đây là cây vợt trên 2 triệu và dưới 3 triệu thích hợp nhất mà muốn gửi đến mọi người. Còn mọi người đánh giá sao thì đánh giá, mọi người có thể tham khảo thêm các cây vợt khác thì bên Hùng đều có, nhưng mà nói chung là có thể những cây vợt đấy nó không có trong chương trình. Những cây Hùng nhập về Hùng chính là những cây mà Hùng đánh giá cao thì Hùng mới nhập về thôi. Ngoài ra thì nó có một số cây như kiểu N80 thì đúng là một cây vợt cao cấp rồi, 7 triệu mà. N80 7 triệu giảm giá 30%, dĩ nhiên Hùng sẽ giảm giá thêm mọi người nếu mọi người mua. N80 là một cây vợt cân bằng, nói chung là nó cũng phải cổ tay tốt mới chơi được. Anh em nào đánh chuyên đơn thì đánh con N80 rất ok, vì chen long chơi mà. Các vận động viên chuyên đơn chơi mà. Những vận động viên chuyên đơn thì họ anh hay chơi dòng N80, N90 ấy. Ngoài ra xem nào, xem còn cây nào không. Ok, cây 3D Calibre 800 giá 3,9 triệu sale 30% và sẽ có thêm ưu đãi, bên Hùng sẽ dành tặng riêng cho mọi người. Ngoài ra có con 770C ấy, Turbo Challenge 70C ấy, nó là con cao cấp ấy. Nhưng mà độ cứng của nó khá là cao nên Hùng không nhập. Hùng nói thẳng luôn, con 70C chắc chỉ cho vận động viên hoặc những người phải nói chơi rất là tốt, cổ tay rất là tốt thì mới chơi được. Còn nếu anh em nào đang thích con 70C và đang ngắm trước rồi thì cũng có thể liên hệ Hùng để có được chương trình giảm giá. Ngoài ra thì có con 5TD và con 3TF thì Hùng vừa mới giới thiệu đến mọi người rồi. Hai cây vợt rất thích hợp cho những người chơi ở trình độ trung bình khá đổ xuống, trình độ chơi cầu khoảng từ 2-3 năm đổ xuống. Một cây vợt khá là tương đối là dẻo, đánh dễ thuần, dễ chơi. 4.000B hết hàng luôn rồi anh ơi, 4.000B đợt vừa rồi không khuyến mãi cũng hết sạch hàng luôn. Aeronaut 5.000 cũng hết hàng luôn. Ok, em cảm ơn anh Nguyễn Xuân Vinh nha, đợt này phải nói là bên hãng gần như không còn vượt để bán. Con 4.000B đợt vừa rồi em giới thiệu đấy, đầu tiên là con 5.000 nhá, sau khi Hùng giới thiệu Hùng bán nhá, hết sạch hàng của bên hãng, không còn cây nào. Sau đấy là con 4.000B giới thiệu bán nốt, bên hãng cháy hàng không còn cây nào. N9 bên hãng đợt này không về anh ơi. Có N90 không, N90 hết hàng mới rồi anh ạ. N90 mới hôm vừa rồi có còn nốt mấy cây em lấy nốt cho khách mới rồi. Chỉ còn N80 thôi. N80 thôi. Thấy em không, anh ơi ok Lương Chí Phương nhá, thấy em nhá. Em cảm ơn mọi người đã hỏi Hùng. 4.000B không có, N90 không có luôn nhá. Á, trước 100 dễ đánh không anh, con đấy anh không biết tại vì
Tại vì anh chưa làm về vườn Zonex nên là anh chưa biết được. Thời gian tới có lẽ anh làm vườn Zonex thì anh sẽ tư vấn cho mọi người thêm một số cây vườn Zonex dưới 2 triệu. Và những cây vợt ví dụ như kiểu 2.77, 2.88m thì mình thấy là những cây vợt đấy cũng khá là dễ chơi và chơi khá là hay. 900, em mới chơi oánh Pro 900. Lương Chí Phương ơi, anh em đánh Pro 900 thì anh có lời khuyên như này. Trên quan điểm cá nhân của anh, đó là vợt Pro AC ngày xưa nó gần như chiếm phần lớn dung lượng thị trường của cầu lông Việt Nam, nhưng nó đã bị tẩy chay trong nhiều năm trở lại đây rồi, bởi vì cái sự giảm sút về chất lượng của nó. Và anh thực sự anh đã dùng đến 3 cây Pro AC rồi, và hai cái cây đầu tiên trong đời là cây hồi nó còn tốt, hai cây phía sau anh đều bị mắc một lỗi, đó là cây vợt đấy nó bị gãy ở củ vợt này em ạ. Pro AC rất hay bị dính gãy ở củ vợt này, và khung của nó cũng rất là giòn. Với cảm nhận thực sự của anh trải nghiệm đấy, và Pro AC bây giờ anh nói thẳng với em là gần như không có ai chơi Pro AC nữa. Đấy chỉ là thời xưa rồi, Lương Chí Phương nha. Bây giờ chỉ có Zonex với Li Ninh thôi. Victor bây giờ nó cũng yếu thế rồi. Victor bây giờ nó cũng kiểu sản xuất hàng đại trà tràn lan, nên là đợt này thị trường người ta cũng không yêu thích cho lắm. Nói thật thẳng như thế. Ok, con 600C độ cứng là 3/5, độ cứng nằm ở giữa, không quá cứng cũng không quá mềm. Nếu dẻo thì độ chính xác cầu sẽ giảm, nhưng mà dĩ nhiên là độ chính xác nó chỉ giảm khi mà cổ tay các bạn khỏe thôi nhé. Chứ còn các bạn mà cổ tay kiểu trung bình yếu thì các bạn đánh vượt dẻo các bạn cũng không làm nó cong được đâu. Ok, độ cứng 3/5 thì Hùng đánh giá là độ cứng hoàn hảo, độ cứng tuyệt vời. 4/5 là bắt đầu cứng khó chơi dành cho những người tay khỏe rồi. 3/5 là cho anh em phong trào là tuyệt vời nhất. Con này khối lượng là 86+3g thì nó nằm ở giữa khoảng vượt nặng khoảng 4U và 3U, nằm ở giữa luôn mọi người ạ. 86+3 mà có sai số mà. Và điểm cân bằng của con này là 300+4mm, là một cây vợt nặng đầu. Nói chung là nó nặng đầu, đúng rồi, cái tên của nó đã nói lên điều đó rồi. Vì nó là dòng Bali Kaliba và cái đuôi của nó đuôi Combat. Combat là dòng thiên về tấn công của Li Ninh nha mọi người. Aeronaut 5000 hết hàng lâu lắm rồi luôn. Con Aeronaut 5000 thì anh khá là thích con đấy. Đợt anh lấy con đấy về chơi, chắc chỉ chơi được vài lần thì khách mua, đòi mua bằng được. Lúc đấy anh hết sạch hàng còn đúng một cây mà khách qua bên anh xem vợt, khách đòi mua bằng được, thế là anh lại phải bán đi cho khách con Aeronaut 5000. Con đấy thì anh thấy là con đấy công cầu cực kỳ sướng và đánh phản tạc các thứ cũng rất là hay. Dòng Aeronaut là một dòng, phải nói là dòng dễ đánh nhất, dòng dễ đánh nhất. Dòng Aeronaut nó không có những con vợt nổi tiếng, những con vợt của vận động viên cao ít những con vận động viên chơi thì nó thường thuộc dòng Bali Kaliba hoặc Tour Challenge, nhưng mà ngược lại dòng Aeronaut rất thích hợp với dân phong trào, anh cảm giác là như thế. Con này là con Bali Kaliba 600 Combat anh ơi. Bali Kaliba 600 Combat hay còn gọi là 600C đấy. C là viết tắt của từ Combat nha. Aeronaut thì đánh, anh thấy chơi con đấy thì anh thấy nó đánh là nó khá là cắm cầu, đập khá là cắm cầu và nó cũng nặng đầu nên đập cũng rất là ok. Mà nó có thiết kế khe gió nên là nó giảm thiểu sức cản không khí rất tốt. Hãng Li Ninh nó gọi là họ nghiên cứu, nếu không nhầm thì hãng Li Ninh họ chuyên nghiên cứu về công nghệ cản gió mọi người. Dòng vợt nào của họ cũng áp dụng công nghệ cản gió hết. Đó chính là nguyên nhân tại sao mà cầm vợt Li Ninh 3U rõ ràng là giống với Zonex cùng khối lượng, nhưng mà bao giờ cảm giác đánh nó cũng dễ hơn và nhẹ nhàng hơn, bởi vì Li Ninh nó có công nghệ cản gió, họ tập trung vào công nghệ đó. Còn về chống rung thì đánh giá là vừa Zonex chống rung tốt hơn Li Ninh. Ok, Nguyễn Việt Toàn con Bali Kaliba 300B thì theo đánh giá của anh là nếu mà củ tay ở mức độ trung bình khá đổ xuống chơi thì ok, nhưng củ tay khỏe chơi con 300B sẽ bị rung nha em. Anh trực tiếp trải nghiệm anh biết rồi, nhưng con Bali Kaliba 300
300B ấy, con đấy đánh công thủ phải nói là toàn diện luôn. Con đấy thủ cầu cực sướng mà công cũng ok. Nhưng mà có một đặc điểm, yếu điểm của nó là nếu mà cổ tay khỏe, chơi con đấy sẽ cảm giác rung. Badi Kaliba 500 để chờ anh một chút. Dòng Badi Kaliba thì không khó đánh nên anh em yên tâm, dòng Turbo Challenge là dòng khó đánh nhất. Turbo Challenge là dòng khó đánh nhất luôn anh em. Chờ ông bật bật thông số của con đấy xem nào. Con 500 xem nó khác gì con này không nhá. Thông số với cửa lông lên đây. Chờ tí. Mọi người chờ Hùng một xíu, Hùng bật bảng thông số vượt lên nhá. À? Nói chung là con 500 theo anh đánh giá thì không thể bằng con 500 thì không liệt kê vào đây rồi. Chờ mọi người chờ một xíu nhé, xem con số trong xem có như này không nào. Số trong C có ở đây con Barikali 3500 đi nha. Anh sẽ đọc xong số con 500 cho em. Con 500 là 87 cộng trừ 3 gam. Điểm cân bằng của con nó là bao u nha. Điểm cân bằng 87 cộng trừ 3 gam thì nặng hơn con 600C một xíu. Nhưng điểm cân bằng của con này là 295. 295 thì nó bắt đầu là một cái vượt thiên công. Nó nằm giữa, có thể nó nằm giữa cân bằng và công nha. Nằm giữa cân bằng và công. Thế con này đánh nó sẽ không thiên về cái gì. Có thể nói là công thủ nó tương đối đều nhau. Nhưng mà riêng về dòng Badi Kaliba thì anh luôn thích là nó phải công, nó phải nặng đầu, nó phải là đuôi combat thì dùng nó mới sướng. Về con 500 thì độ cứng của 500 lại cao hơn. Độ cứng của con Badi Kaliba 500 thì nó là 4 trên 5 thì lại nó phải là thích hợp cho những anh em nào cổ tay phải nói là tương đối khỏe trở lên thì mới tương đối khỏe trở lên thì mới chơi được con này. Độ cứng 4 trên 5 là có thể nói là tương đối cứng đấy, nhưng bù được vào đó là độ chính xác của nó sẽ cao hơn. Winston 72 không có trong chương trình khuyến mãi nhưng Winston 72 người chơi trung bình chơi được nha em. Winston 72 bên anh cũng có và cũng có mức giá tốt nha. Tuy không được khuyến mãi 30% nhưng anh vẫn sẽ có mức giá ưu đãi hơn trên thị trường tương đối. Còn con ba đấy, đấy là con 500 nhé. Con 500 thì rẻ hơn. Con 600C thì 3 triệu 2, con 500 thì 2 triệu 7, đều siêu 30% rồi. Sẽ có thể sẽ giảm giá thêm một chút và có những quà tặng khuyến mãi cho mọi người. Em lấy chờ mà chờ chờ anh tí, 600C thì nó chỉ rơi vào khoảng 2 triệu mấy. 3200 nhân giảm giá 30% nhân 0,7. Ok, 3D Calibra 300C nhá, 3 triệu 2 nhân giảm là còn 2 triệu 240 nghìn, tức là giảm 30%, giảm được 1 triệu rồi mọi người. Giảm được 1 triệu rồi. Và anh em nào inbox sớm cho Hùng thì Hùng sẽ đảm bảo những người đặt hàng đầu tiên Hùng sẽ còn sẽ giảm thêm một chút cho mọi người và có thể sẽ ưu tiên miễn phí ship. Sẽ có thể chờ dành những khách hàng đầu tiên nhá. 600C 3 triệu 2. Có thể nói là giảm còn 2 triệu 2 đi, giảm được 1 triệu. Giảm được 1 triệu đấy mọi người. Mấy năm nay Liên Ninh mà có chương trình khuyến mãi một lần mà Hùng đảm bảo là nó sẽ chương trình chưa kết thúc thì vợt đã hết rồi, Hùng khẳng định là như thế. Nói thẳng là như thế luôn. Các anh em nào thích con 800 3D Calibra 800 giá gốc 3 triệu 9 thì cũng có thể tham khảo. Độ cứng là 3 trên 5, khối lượng là 88 cộng trừ 1 gram. Những cây vượt càng cao thì độ chính xác của nó càng cao, cộng trừ 1 gram tức là độ sai số nó chỉ là 1 gram thôi. Ok, Lương Chí Phương em có thể nhắn tin cho anh để đặt hàng nhá. Mọi người ơi, Trần Tuyết Nhu tự nhiên có người khen mình đẹp trai thì vui thế. Cảm ơn Trần Tuyết Nhu rất nhiều nhá. Mua hàng đi để Hùng còn giảm giá ưu đãi nào. Cảm ơn Trần Tuyết Nhu rất nhiều.
Tự nhiên lại được gái khen đẹp trai, không vui sao được. Đấy thì đấy là những cây vợt chính ra đây này. Trong chương trình khuyến mãi nó có những cây này. N Lining N36 này 4 triệu 2, còn đấy hết sạch hàng. Lining N7 5 triệu 4 hết sạch hàng. Lining 36 TD hết sạch hàng. Lining N93 hết sạch hàng. Lining 7 TD hết sạch hàng. Ok anh Đào Xuân Hiếu ơi, anh hỏi đúng rồi, bốn lu củ tay yếu chơi ngay con 3TF nha anh ơi. Quất ngay em này. Không có lệch đi đâu được. Bốn lu củ tay yếu dưới 1 triệu rưỡi, giá gốc 1650 siêu thêm 30% nữa. Và em sẽ có ưu đãi nữa cho những khách hàng đầu tiên đây. Con 3TF 4 lu. Độ cứng 1/5, dễ chơi, dễ thuần. Thích hợp cho anh em cổ tay yếu, những người chơi trình độ có thể nói từ 2 năm đổ xuống, 2 đến 3 năm đổ xuống, rất dễ thuần, rất dễ chơi. Và đây là xem một con số con này là về điểm cân bằng là 296, nằm giữa cân bằng và tấn công. Đấy là độ đầm đầu ấy anh nhá, nó nằm giữa cân bằng tấn công. Có thể nói là hơi hơi thiên một xíu về công. Đấy. Con 600C này thì Hùng nghĩ là con này sẽ là con vượt bán chạy nhất. Ok anh Đào Xuân Hiếu nhắn tin giúp em nhé. Anh hỗ trợ em một chút là anh nhắn tin vào Facebook giúp em nhé. Anh nhắn tin vào Facebook giúp em. Em cảm ơn anh Hiếu nhé. Cây này mà giảm 30% thì nó rơi bao tiền nhỉ? 1650 mà giảm 30% thì tính ra nó chỉ 1.150.000 anh ạ. Quá rẻ luôn, 1650 giảm còn 1.150.000. Một cây vợt quá ngon. Và vẫn bảo hành đầy đủ nha mọi người, khuyến mãi vẫn bảo hành đầy đủ 2 tháng. Đây là cho mọi người xem nhé, tất cả vợt đều có đầy đủ tem phiếu bảo hành. Đóng dấu của hãng nhập khẩu. Mã vợt. Đây mã tem ấy này. Tem chống hàng giả này. Turbo Chering 50D. Không anh ơi. Con đấy có nhưng không trong chương trình khuyến mãi David Khoa Đăng. Nhưng mà bên anh vẫn có giá tốt nha. Bên anh vẫn có giá tốt. Con đấy 1750 thì vẫn có giá tốt là 1 triệu rưỡi. Nếu mà muốn mua thì nhắn tin cho anh. 50 Driver Turbo Chering 50D. Không nằm trong chương trình khuyến mãi 30% nhưng anh vẫn giảm xuống còn 1 triệu rưỡi cho anh em nhé. Nếu em đặt mua vẫn giảm 1750 còn 1 triệu rưỡi và anh miễn phí ship cho. Thế thì là con này anh ơi, anh Khoa Đặng ơi, 600 combat, một cây vợt thiên công và độ cứng nằm ở giữa trung bình, điểm 3/5, đánh rất ổn định, công cực kỳ hay. Đây là những cây vợt trong chương trình khuyến mãi là N36, N7, 36 TD, N80, N90, 7 TD, 3D Calibre 600C, 3D Calibre 500, 3D Calibre 800, Turbo Chering 70C, Nano Blade 1200, 5 TD, 3TF. Thì có những con N36, N7, 36 TD, N90, 7 TD là hết hàng. Thực ra là nó chỉ còn một vài cây. Nó chỉ còn một vài cây từ khi hãng ra chương trình ấy. Nên là nói thật là Hùng cũng lấy, Hùng bán hết rồi. Nó chỉ còn vài cây mà. Ok, cảm ơn Đào Xuân Hiếu rất nhiều nhé. Cuốn cán dùng sướng lắm anh ạ. Mong mọi người ủng hộ shop nhiều nhé. Anh cảm ơn Đào Xuân Hiếu rất nhiều nhá. Cảm ơn em nhiều. Đấy thì ai đặt vợt thì nhắn tin cho Hùng nhá. Sẽ có ưu đãi cho mọi người. Đây là Hùng công bố đấy. Hùng nói thật với mọi người luôn là buổi chiều ngày hôm nay 6 giờ Hùng. Hơn 6 giờ Hùng mới đi lấy hàng về. Xong rồi Hùng nói chung là có việc cá nhân, Hùng đi đến 11 giờ đêm Hùng mới về và Hùng mới bắt đầu, vừa mới kịp gội đầu, còn chưa kịp tắm, gội đầu cho nó đỡ bết để lên live stream nói chuyện cho mọi người, nó cho nó đỡ ngại. Và bây giờ live stream đến bây giờ này, gần một tiếng thì thực sự là Hùng cảm thấy rất là vui và hào hứng khi mà bên hãng lại có chương trình vào thời điểm này, rất thích hợp để cho anh em sóng vợt luôn.
dịch cách ly cái thứ cấm chắc 30 tháng 4 này là được giải phóng hoàn toàn, anh em bắt đầu sắm giày sắm vợt thoải mái luôn. Và 1-2 ngày tới thì bên Hùng cũng sẽ có chương trình khuyến mãi với một số mẫu giày giá cũng rất là tốt cho mọi người. Mọi người có mua nhu cầu mua giày thì cũng sẽ ủng hộ bên Hùng nhá. Đấy. Vợt thì cũng không có nhiều lắm đâu, anh em cứ tranh thủ cơ hội giúp Hùng nhá. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái live stream này đến thời điểm này. Nói thật là trước khi thực hiện cái live stream này Hùng cũng uống tương đối là nhiều rượu rồi. Thì không biết là nó có chuẩn chỉ hay không, thì có gì rất là mong mọi người thông cảm nha. Nhưng Hùng thực sự là Hùng cảm thấy rất là hào hứng để có thể giới thiệu sớm nhất cái chương trình này đến mọi người với những cây vợt rất là phù hợp với mức giá rất là rẻ. Văn bàn đánh cầu chưa anh? Anh nói thật là anh về văn bàn gần như anh chả chơi cầu bao giờ, mà mọi người cũng chả biết là anh biết chơi cầu luôn ấy. Về quê gần như không chơi bao giờ, mà mình cũng chả có tên tuổi gì ở quê, chưa bao giờ đánh giải hay cái thứ chơi gì ở quê hết. Thôi đêm nay Hùng ôm đống vợt đi ngủ đây anh em ạ. Ôm vợt đi ngủ đây. Không ôm được thêm, thôi được đống này thôi. Ôi cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Nếu mọi người nhiệt tình thì có thể giúp Hùng chia sẻ đến livestream trên trang cá nhân và chia sẻ trong các nhóm cầu lông của mọi người để anh em nào đang có nhu cầu thì có thể sắm vợt nhá. Ok, chúc mọi người ngủ ngon nhá. Đấy, nói thật là trước khi livestream Hùng cũng đã uống phải nói là tương đối nhiều rượu rồi. Nhưng Hùng nghĩ rằng nó chỉ nói chung là mình cũng vẫn chuẩn chỉ là nhìn mắt nó hơi đơ đơ một tí và ăn nói nó không được gọi là nó linh hoạt và thanh thoát lắm thôi. Thì có gì mọi người thông cảm nhé. Và bây giờ cũng 11:54 rồi. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại vào livestream ngày mai của Hùng. Mai Hùng lại giới thiệu lại cho những ai chưa biết. Con 600C giá gốc là 3.2 triệu, khuyến mãi 30%. Thì tính ra là 2.2 triệu anh ạ, giảm 1 triệu nhá. 600C có 2.2 triệu thôi. Dòng cao của Li-Ning luôn đấy. Lấy về chơi thử anh ạ. Ok, ai mua vợt nhắn tin giúp Hùng nhá. Nhắn tin giúp Hùng nhá. Anh em cộng tác viên. Ok, Dương Hùng anh em cộng tác viên nhá. Nhắn tin cho anh để nhận chương trình khuyến mãi về vợt cầu lông Li-Ning để bán nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.